Vấn đề nhà ở cho công nhân, cho người thu nhập thấp được chính phủ hết sức quan tâm và tìm cách thúc đẩy nguồn cung. Tinh thần tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắt cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ để hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân lao động. Trên thực tế, thì một số địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ này. Trong đó, tỉnh Bình Dương nổi lên là một trong những điểm sáng của cả nước trong phát triển và xây dựng thành công nhiều dự án nhà ở xã hội. Tiếp tục những thành công trong phát triển nhà ở xã hội năm 2023, tỉnh Bình Dương xây dựng và phát triển khoảng 11.422 căn hộ nhà ở xã hội. Mục tiêu năm 2024 xây dựng cung cấp nhà ở xã hội ra thị trường khoảng 6.600 căn hộ, phát triển khoảng 8.000 đến 10.000 căn hộ. Nguồn lực phát triển nhà ở xã hội ở Bình Dương chủ yếu đến từ nguồn vốn xã hội hóa. Trước các vướng mắc khó khăn chung hiện nay về phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội đang gặp phải, tỉnh đang tập trung tháo gỡ, Cùng với đó, các nghị định triển khai luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực trong năm 2024 sẽ có những tác động rất lớn đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở xã hội nói riêng.